Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 45. Người điếc nghe kinh. Lúc ở Hương Cảng, Ngài có một người đệ tử tại gia tên là Lưu Quả Quyên, đã trên 60 tuổi. Bà bị điếc nên không thể trò chuyện với ai hay cùng người bàn lời thị phi. Bà thường lần chuỗi tràng, không ngừng niệm Phật. Lúc Ngài giảng kinh thuyết pháp, bà tuy tuổi đã cao, nhưng mỗi tối đều leo núi đến chùa đúng 7 giờ để dự khóa giảng. Bà không quản trời mưa hay gió, ngày ngày đều leo lên cả trăm bậc thang cấp đến chùa nghe kinh. Người điếc nghe kinh thật hiếm báu vô cùng. Khi buổi giảng kết thúc khoảng 9 giờ hơn, bà ấy lại một mình xuống núi, đi trên đường mòn, không một ngọn đèn soi lối. Vậy mà bà ta thành tâm tinh tấn mỗi ngày đều đặn lên chùa. Mùa hè năm 1953, Ngài giảng kinh A Di Đà. Bà Lưu như thường lệ nhất định mỗi ngày đều sớm đến nghe kinh. Ngày mùng 2 tháng 5, trước khi khai kinh, đại chúng đồng niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát. Bỗng nhiên bà Lưu cả mừng bật nói: "A, các vị niệm Nam Mô Liên Trì Hải Hội Phật Bồ Tát, tôi nghe rõ cả." Từ đó tai bà nghe được như thường, đây chính là do công đức nghe kinh mà ra. Tuy bà không cầu mà vẫn được cảm ứng. Sau khi hết bị điếc, bà càng siêng năng niệm Phật, nhưng ma chướng lại đến, vì đôi khi để thử thách những vị tu hành nghiêm túc. Một khi người tu nỗ lực học Phật, nghiệp báo của những tội lỗi cũ phát hiện nhanh chóng và làm cho sự tu bị trở ngại. Nên có bài học là, người Phật tử muốn thành Phật thì phải chịu sự khảo nghiệm của quỷ ma. Bà Lưu chợt mang căn bệnh kỳ lạ, mà triệu chứng của bệnh này là bà ta chỉ thích ăn. Bà bị ám ảnh bởi thức ăn, và bà ăn suốt ngày từ sáng cho đến tối không ngừng. Cứ khoảng 2 giờ đồng hồ là bà ta phải ăn một bữa. Trong một ngày, bà phải ăn ít nhất là 10 lần. Nếu không ăn, bà cảm thấy càng khó chịu hơn. Các bác sĩ Đông Tây Y đều không tìm ra được nguyên nhân. Lại cũng không phải trong bụng bà có sáng lãi. Vậy mà bà đã ráng nhẫn chịu bệnh này trong 2 năm. Đến ngày mùng 7 tháng 2 năm 1954, khi Ngài từ Đại Tự Sơn trở về Tây Lạc Viên, bà bẽn lẽn thưa: "Sư phụ, trong bụng con có người nói chuyện." "Bụng bà có người nói chuyện? Vậy có phải là thai nhi đó không?" "Bạch sư phụ, con đã ngoài 60 tuổi rồi ạ." "Vậy nó nói những gì?" "Và sáng sớm này, con lấy bột nếp để làm bánh ăn. Và khi con vừa ăn được bột miếng, thì có tiếng trẻ nít trong bụng con, nó nói: tôi không thích ăn thứ này." "Con nghe rất rõ ràng và chính xác." "Vậy bà trả lời sao?" "Con nói, mi không thích món này, vậy mi đòi ăn món nào? Ăn no là đủ rồi, còn kén chọn này nọ làm gì?" "Thế rồi con không nghe nó nói gì cả." "Nếu những đứa bé trong bụng bà đã biết nói chuyện, vậy thì bà phải mau giúp cho chúng nó ra ngoài." "Tối nay, khi trở về nhà, vào lúc nửa đêm, bà hãy nấu cho một tô mì nóng hổi ngon lành, rồi quỳ trước bàn thờ, thắp hương cúng dường và tịnh tâm niệm Phật." Bà trở về nhà làm y theo lời Ngài. Trong lúc niệm Phật mơ mơ màng màng, bà thấy có ba đứa bé bụ bẩm khả ái từ trong bụng bà thoáng đi ra. Chúng tranh nhau để ăn tô mì hấp dẫn kia. Đột nhiên có một luồng khí, và bà thấy Ngài Hộ Pháp Vi Đà dùng hai tay xách lỗ tai của ba đứa bé mà lôi đi. Và bà lập tức cảm thấy trong bụng nhẹ nhàng dễ chịu. Từ đó mà bệnh đói của bà không cần thuốc mà khỏi. Trong ba đứa nhỏ kháo kỉnh kia, hai đứa là tắc kè tinh, còn đứa thứ ba là nhái tinh. Tinh hay không là do bạn. Bà bị bệnh lạ lùng này là do quả báo đời trước. Bà đã không tin có bệnh kỳ quái như vậy. Thế nên đời nay, trong một đêm nọ, bà mơ thấy có ba đứa bé khoảng 2-3 tuổi, mũm mĩm, tròn trịa, tai to đầu bự, rồi khởi niệm tham ái mà chiêu cảm ba con quỷ nhỏ kia nhập vào. Do đó, việc đầu tiên của người tu đạo là phải trừ khử lòng tham ái.
问三摩地娑诃